Dạ hello em xin kính chào cô chú anh chị hoa lan dân toàn quốc nha Hôm nay em sẽ tiếp tục chia sẻ cho cô chú anh chị mình thêm vài cái mặt hoa cái da sưu tầm nữa Để cô chú anh chị mình cùng xem và cùng sưu tầm Đầu tiên em sẽ chia sẻ thêm một cái một cái chậu này nữa Cái mặt hoa này thì quá quen thuộc với cô chú anh chị mình rồi Cây này là cây 158 quốc dân Đó, 158 quốc dân À, sáng nay em em mới đi ghé vườn của ông anh đó, gần ngay chỗ em này nói chung là mấy anh em chơi lan chung với nhau đó, cả nhà đó cứ chia sẻ giống qua lại gì đó trồng lên xong là em à, à, chia sẻ à, về đó rồi em em à, chia sẻ cho cô chú anh chị mình ha thì cô chú anh chị mình mà mua cây ở vườn em cũng vậy à, cô chú anh chị mình đó, nếu mà À, mình trồng á nhiều giống rồi á mà mình muốn chia sẻ giao lưu à, hoặc là trao đổi cây lại với em á thì cả nhà cứ liên hệ với em đó tất cả các cây tất cả các cây sưu tầm nha đó à, cô chú anh chị mình à, lưu ý giúp em là cây sưu tầm đó cây sưu tầm ở vườn em mà cô chú anh chị mình mua về á, mình trồng nhiều giống rồi muốn chia sẻ hoặc muốn giao lưu trao đổi lại giống mới hoặc là chia sẻ gì đó thì cứ liên hệ với em đó em sẽ sẵn sàng à, giao lưu với cô chú anh chị mình và à, thâu lại cho cô chú anh chị mình lúc nào cũng được cô chú anh chị mình cứ chồng chơi chơi bông cho thoải mái đi chừng nào mà mình cảm thấy là à, mình nhiều rồi đó mình à, À, thích mặt bông nào khác thì mình có thể là tách ra nhân giống trao đổi lại với em nha. Đó. Cây ở vườn em em sẽ thâu lại cho cô chú anh chị mình. Đó. Rồi, à em quay lại em chia sẻ nha. À ở đây em có một cái chậu 158 quốc dân. Chậu này thì khá là đẹp luôn nè cô chú anh chị mình ha. Chậu này hiện tại á, chậu này thì nói chung là anh này anh trồng bằng than nha cô chú anh chị mình lưu ý giúp em ha. Cái này là trồng bằng than, bằng than. Chậu 158 quốc dân này á thì hiện tại là hai bốn thân và bên này nó có lên hai cái thân nhỏ nữa nè cả nhà bên này nó có lên hai cái thân nhỏ mà cái thân này em ấy về nó bị gãy mất cái lá đầu rồi cái gãy mất cái lá đầu rồi nhưng mà cái cái chậu này nè thì cô chú anh chị mình lại rất là lợi giống nha rất là lợi giống mắt ngủ đồ của nó rất là nhiều đó mắc ngủ nó rất là nhiều luôn nha tại vì của nó là hai bốn thân nguyên dinh hết bốn thân này là bốn thân lớn nguyên dinh nè mà nó kèm thêm được hai cái thân nhỏ này nữa cũng nguyên zin luôn đó những cái thân nhỏ này á thì cô chú anh chị mình vẫn có thể nhân giống được luôn nha cả nhà đó tại vì nó là nguyên zin mắt ngủ của nó có đầy đủ luôn đây nè để em em cho cô chú anh chị mình xem ha đây nè cái thân nhỏ nè cả nhà đó cái mắt ngủ nó nè cái thân nó nhỏ nhưng mà cái mắt ngủ của nó rất là to nha đó đây nè đó. À, chậu này thì em chia sẻ sẽ cho cô chú anh chị mình với giá là 1.100k em bao ship luôn đó nếu mà bình thường như cái chậu này á là em sẽ chia sẻ với giá là một triệu ba nha cả nhà cái này là cái này là nếu mà chuẩn giá là phải một triệu ba đó còn cái này hiện tại là em sẽ chia sẻ giá đầu năm cho cô chú anh chị mình ha là 1.100k cho cái chậu này và vẫn bao ship cho cô chú anh chị mình luôn mình luôn Nói chung là tất cả các cây sưu tầm em chia sẻ thì em đều đã bao ship cho cô chú, anh chị mình luôn rồi. Cho nên cô chú, anh chị mình cứ yên tâm về cái vấn đề phí ship ha. Đó, 1.100k cho cái chậu 158 quốc dân. 158 quốc dân thì nói chung là một cái cây rất là đỉnh rồi. Mặt bông cực kỳ đẹp luôn và rất là đáng để cô chú, anh chị mình sưu tầm ha. Đó, à, 1.100k cho cái chậu này. Chậu đang rất là đẹp luôn nói chung là thì về nếu mà cô chú anh chị mình cảm thấy mình không thích cái giá thể than nè thì mình có thể là mình trồng lại, mình trồng bằng vỏ thông, mình trồng bằng dấn cộng tùy tùy vào sở thích từng người ha. Nếu mà cô chú anh chị nào mà ở khu vực sài gòn á thì ở ở dưới đó là mình hay mua được cái dạng đá sỏi hết cả nha. Nó là đá sỏi hoặc đất nung á cái dạng đó thì trồng lan trồng cái lan cát này em thấy nó rất là tốt nhưng mà cái chi phí nó hơi cao nha cả nha chi phí nó sẽ cao đó rồi à, tiếp theo ở đây em có một cái hướng à, cây hắt dây đỏ cây hắt dây đỏ à, cây này á cây này thì cây này nó bị lỗi ở đây mất rồi thôi để em chăm lại đi ha chăm lại cho nó trên măng cho nó khỏe rồi em chia sẻ cho cô chú anh chị mình nha tại vì cái phần đó em coi là nó bị lỗi bên, bên dưới gốc rồi không có chia sẻ được đó rồi ở đây em có một cái hướng ok năm nè cả nhà hướng ok năm này em em chia sẻ cho cô chú anh chị mình với giá là 1.200k nè cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì mình liên hệ với em cái này là hướng hai thân đầu hướng hai thân đầu hướng lớn em mới tách à, thân sau này ấy, thì nó có một nhát cắt nha thân sau nó có một nhát cắt nha cả nhà thân đầu là nguyên dinh và đang có măng luôn nè đó thân đầu nguyên dinh đang có măng em quay ở cái hướng này nó hơi nắng một tí xíu nó chói vô nhiều quá đây à, cái mầm của nó nè cả nhà cái mầm đang lên nè đó hai thân hai thân thân sau thì có khai thác thân đầu nguyên dinh 1 200 k cây này thì cái mặt hoa nó cũng cũng khá là 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 là, là, là lạ lạ là, độc lạ à, hoa màu vàng màu vàng đỏ nhưng mà cái phần lưỡi của nó thì nó 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 có một cái cái viền vàng vàng nhưng mà nó là vàng gân vàng nhưng mà nó kiểu là sọc 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 sọc, sọc gân lên cả nhà chứ nó không phải là cái màu vàng đậm luôn đó à, nó phần trong lưỡi màu vàng đó nó kiểu y như một cái cái cái, cái, cái con bướm vậy kiểu như cánh bướm cả nhà nó rất, nó rất là độc và rất là đẹp ha đó hướng này em chia sẻ là một nghìn k 1.200k em bao ship cho cái hướng này Cô chú anh chị nào mà sưu tầm Thì mình liên hệ với em Đó 1.200k 1.200k nha cả nhà Rồi Và ở đây em có một cái chậu 351 lộn xộn khá là đẹp luôn nè cả nhà 351 lộn xộn Chậu này em chia sẻ cho cả nhà mình á Là hiện tại là chậu 4 thân Chậu 4 thân một thân nè, hai thân nè, ba thân, 4 thân À, ba thân đầu này á, ba thân đầu này là ba thân nguyên dinh nguyên dinh thân sau này á cả nhà thì à, có khai thác một nhắc cắt cái thân cuối nè là có khai thác một nhắc cắt rồi đó à, <laughs> nói chung là thân cuối là có khai thác rồi nha cả nhà thân cuối là khai thác rồi đó còn lại ba thân đầu là ba thân dinh ba thân đầu là ba thân dinh ha à, cái này là tách trồng từ cái hướng hoa ra luôn nè cả nhà đó à, cái cây 158 này à quên cái cây 351 lộn xộn nè em nhầm cây 351 lộn sộn nè thì em chia sẻ nguyên chậu nè với giá là 1.800k nha 1.800k cho cái chậu này cô chú anh chị mình mà sưu tầm thì mình cứ liên hệ theo số điện thoại là 0386 232 357 Nói chung cây 351 lộn xộn á, thì là một cái cây rất là đẹp nha một cái cây rất là đẹp hoa to và cái màu đỏ của nó thì rất là đẹp cả nhà ba nó là một trong những cái cây rất là vip của cái dòng 351 đó à, cái dòng 351 á cả nhà à, nếu mà à, như cái cây 351 lăng ông á và cái cây 351 lộn xộn này nè nếu mà hai cây nở đạt á thì cái màu bông của nó 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 khá là tương đồng với nhau nhưng mà cái cây 351 lộn xộn này ấy, thì cái khuôn bông nó sẽ đẹp hơn nó sẽ đẹp hơn nha cả nhà đó bông to bông rất là to 1.800k cho cái chậu như thế này đó cô chú anh chị mình sưu tầm thì mình cứ liên hệ theo số điện thoại của em nha cả nhà đó là số em đăng ký zalo luôn cả nhà có thể là kết bạn zalo và nhắn trực tiếp qua zalo cho em cũng được đó à, <laughs> rồi và ở đây em có một cái hướng 574 nè cả nhà một cái hướng 574 hướng này là hướng 574 hoa màu vàng lưỡi đỏ cái mặt hoa cây này cũng khá là đẹp khuôn hoa khá là đẹp luôn nha cả nhà À, hướng em chia sẻ là hướng hai thân nguyên dinh hai thân nguyên dinh nhưng mà cái cái hướng này á thì hiện tại là em đã trồng thuần cho cô chú anh chị mình rồi đây nè em thuần rồi rễ nó bò rất là khỏe rồi cả nhà đây rễ nói chung là nó ra khắp chậu rồi rất là khỏe rồi hai thân nguyên dinh hai thân nguyên dinh nha cả nhà cái này là hướng hai thân đầu mắt ngủ đầy đủ ok cho cô chú anh chị mình hết cây này á cả nhà là cái cây nó có tới tận bốn mắt ngủ luôn cả nhà bốn mắt ngủ luôn cái thân đầu cả nhà nếu mà cô chú anh chị mình ấy mình sưu tầm về rồi mình cứ kiểm chứng thử xem mình cứ nhìn ngay cái thân đầu này nè hiện tại ngay thân đầu là em nhìn thấy tới bốn mắt ngủ luôn có tới bốn mắt ngủ luôn nha cả nhà đó ngay cái thân đầu là nó có tới bốn mắt ngủ luôn những cái cây mà rất là nhiều mắt ngủ này á thì cô chú anh chị mình khai thác giống rất là ok luôn khai thác được rất là nhiều lần nha đó mình có thể là khai thác mình trao đổi giống với nhau đó rất là lợi luôn à, chơi cây sưu tầm mất cả nhà đặc biệt ở cái chỗ là nói chung nếu mà cô chú anh chị mình trồng cây khỏe trồng tốt á mình cứ nhiều giống mình lại chia sẻ lại với nhau thì cái mình 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 chơi cây á mình chỉ cũng sẽ chỉ mất một số cái chi phí ban đầu thôi đó nhưng mà thật sự nếu mà mình chơi đam mê về lâu về dài đó mình trồng nhiều lên mình chia sẻ qua lại thì tự cái cây nó cũng sẽ nuôi nó thôi cả nhà chứ không phải là 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 mình sẽ phải bỏ ra chi phí hoàn toàn đâu tại vì <laughs> cô chú anh chị nào mà 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 mua ở vườn em lúc nào em cũng tư vấn như vậy hết cô chú anh chị mình cứ trồng à, cứ chơi đi. À, mình cứ trồng nở bông mình chơi bông cho cho đã này đó rồi mình nhiều rồi mình nếu mà mình muốn chia sẻ mà không có ai chia sẻ cả nhà cứ liên hệ lại với em em sẽ là người đầu tiên đứng ra đó thâu cái cây đó cho cô chú anh chị mình cho nên cô chú anh chị mình cứ yên tâm về cái vấn đề mà 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 mình chơi cây như vậy nha rất là yên tâm luôn cả nhà đó cả nhà cứ liên hệ với em em nói được em làm được cho nên cả nhà cứ yên tâm nếu mà cô chú anh chị nào mà đã từng mua của em rồi thì mình cũng biết rồi đó, em đứng ra em mua lại cây của em bán ra rất là nhiều luôn cho nên cô chú anh chị mình cứ yên tâm đó rồi à, cái hướng này thì cô chú anh chị mình vui lòng là liên hệ số điện thoại giúp em ha đó có thể là nhắn qua zalo hoặc là à, gọi qua số điện thoại cũng được nha cả nhà rồi và cuối cùng trong cái video hôm nay á em có một cái hướng 158 đỏ lộn xộn cây này á cả nhà thì à, nó 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 có tên là 158 đỏ lộn xộn đây, em giải thích luôn cho cô chú anh chị mình vì sao nó có cái tên là là lộn xộn nha, là do á cây này á cả nhà. Cây này á là nó nằm trong cái mã 158 mà à, lúc trước á, lúc trước mà khi mà cái dòng đà cái cái dòng sổ của Đài về á thì nó có hai dòng, một dòng là 142 và một dòng là 158 nó về cùng một thời điểm với nhau. Đó, cho nên á là có cái 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 à, cái cái anh á khi mà sổ ra nhiều khi anh đánh mã bị lộn anh đánh là 142 đó nhưng mà cây này là cây sổ ra trong cái dòng 158 đó thì mới 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 có người thì nói là 142 có người thì nói là 158 cho nên là đặt luôn cái cây này là 158 đỏ lộn sột tại vì cái cây này là cây màu đỏ hoa màu đỏ hoa nó là một cái cây hoa màu đỏ tươi nhưng mà dạng á, à, nó 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 là màu đỏ tươi rất là đẹp nha nhưng mà trên cái cánh cái cánh của nó cái cánh nó có những cái đường gân cả nhà cái đường gân cái đường tia rất là đẹp đó à, hướng này hiện tại em chia sẻ cho cả nhà á, là hướng hai thân nguyên dinh đó à, và ở đây là em chia sẻ là hai thân nguyên dinh cái cái phần này nè cả nhà đây nè cái thân đầu nè con nó có một cái mắt ngủ ở đây nè cái cái này á cả nhà là cái mắt ngủ vẫn còn nguyên luôn nha cả nhà cái cái màu này là cái lớp vỏ lụa bên ngoài nó khô tại vì ở đây nè cả nhà xem nè cái mắt ngủ này của em nó cũng vậy nè đó nó có một cái lớp vỏ lụa khô bên dưới nè cả nhà đó nó tự xé ra nó lên đó còn nếu mà cô chú anh chị mình á, muốn kiểm chứng á, mình có thể là lấy cái cây tâm á, mình khêu nhẹ thôi nha mình khều nhẹ thôi là nó sẽ tróc cái lớp vỏ đó ra là mình sẽ nhìn được cái mắt ngủ nó có còn hay không nhưng mà chỉ nên là khều nhẹ thôi nha cả nhà tránh ảnh hưởng tới cái 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 mắt ngủ bên trong nhưng mà cây em bán ra cái thần thân đầu này em đã đảm bảo với cô chú anh chị mình là mắt ngủ còn nguyên tức là nó nó vẫn còn nguyên cho nên cô chú anh chị mình yên tâm tại vì cái hướng này là em tách từ hướng bông ra em tách từ hướng bông ra em trồng đó là nguyên luôn em chưa có khai thác gì hết thân sau vẫn đang còn mắt ngủ luôn đó cái thân cuối còn mắt ngủ nè cả nhà đó à, à, <laughs> và hiện tại á, em trồng rễ nó rất là khỏe rồi rễ khắp luôn nè cô chú anh chị mình nè. đó rễ nè rễ hiện tại nó bò khắp luôn thì cô chú anh chị mình cứ yên tâm đó rễ rất là khỏe luôn và bộ lá à, riêng cái cây một năm tám đỏ lộn xộn này á thì cô chú anh chị mình á cái cái bộ lá của nó rất là đẹp lá nó là dạng lá lá to và nó bè ra cái bộ lá nó như này, cái bộ lá nó à, cây này á cho dù là cô chú anh chị mình có trồng yếu hay là trồng mạnh đi nữa thì cái bộ nói chung là à, kể cả là cây này hay là tất cả các cây mình trồng yếu hay mạnh á thì nó chỉ là lên thân cao hay thấp thôi chứ không thể nào thay đổi được cái bộ lá của nó nha cả nhà. À, hồi sáng nay có cái anh anh khách anh nhắn ảnh à, kêu là à, coi cho ảnh cái cây 158. đỏ lộn xộn đó ảnh mua ở vườn nào thì em không biết nói chung là à nhưng mà đưa cái cây á là em nhìn là đảm bảo với với anh khách đó luôn là sai sai cây đó đảm bảo sai đó tại vì cây của em là cây đang bông cây này là cây đang bông nè đang bông em tách ra thân lá nó như thế này cái cây của ảnh là cái thân lá nó dài thòng lòn rồi cả nhà nó dài mà nó nhọn hoắt à. không thể nào à, Anh kêu là có thể là do anh tách ra nó yếu không không thể nào mà cây yếu mà nó thay đổi luôn cả cái tạc lá nha cả nhà cho nếu mà cả nhà mình trồng á tách ra cây nó yếu nó không đủ sức á thì nó sẽ nuôi cái măng nó lên rất là nhỏ ví dụ như như cái thân này nó đang như này đúng không nó đang cao như này mà cô chú anh chị mình tách một thân ra trồng nó hơi yếu thì nó có thể là thụt lại nó ngắn chỉ được tầm nửa thân này thôi nhưng mà cái bộ lá này sẽ không bao giờ thay đổi được không thể nào mà cây yếu mà thay đổi luôn cả cái bộ lá là không đúng nha cả nhà rồi thì cái phần này cô chú anh chị mình cũng vui lòng liên hệ số điện thoại giúp em ha rồi thì trong cái video hôm nay á, em chia sẻ và cái mặt hoa cái da sưu tầm như vậy cô chú anh chị nào mà yêu thích mặt hoa nào á, thì mình có thể là liên hệ theo số điện thoại hoặc có thể là nhắn tin qua Facebook mình cũng có thể là À, à, nhắn tin qua Zalo hoặc cả nhà có thể là nhắn tin qua Facebook cho em cũng được Facebook của em là Thiện Bình Phước đó còn Zalo của em là Thiện Cát Lê Gia đó Bình Phước à, còn kênh YouTube này của em cũng là Vườn Lan Cát Lê Gia Thiện Bình Phước tất cả các uh, cái, cái 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 mạng xã hội và em đều dùng một tên duy nhất và một số điện thoại duy nhất để liên hệ với cô chú anh chị mình nha rồi À, em xin cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi em trong thời gian vừa qua nha cảm ơn cả nhà mình